Chào anh em nha, hôm nay có một món hàng đặc biệt luôn cho anh em nha. Sát phục của Wenfa nha anh em. Sát phục Wenfa jean theo xe nha. Ti jean, phục jean, lò xo jean, nói chung là ngoại hình rất keng luôn. Nhưng mà phục thì chỉ bán sát cho anh em thôi, anh em về làm lại ti nha. Đó, bán cho anh em giá 100 ngàn nha anh em. Nhanh gọn tiện lợi, anh em nào nhanh tay liên hệ mình nha. Đúng hàng jean theo xe nha anh em. Mình không nói không với hàng mới, hàng cài pha nha. Thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Nè, chân nó mới tinh nè. À, của Alpha mà trên mới cái này anh em. Đó. Đây, ti đúng ti jean nha, ti jean. Đó, nè, nè ống mà khè luôn. Đó nha anh em nha. Thì anh em nào mua liên hệ mình nha, phục này bán sát cho anh em, giá là 100 ngàn, có một cây à, có một cặp à. Thì anh em nào mua thì nhanh chóng liên hệ mình. Đó, giờ thì đang đóng hàng anh em, đang đóng hàng để nay thứ bảy, cho nên là bưu điện họ lên lấy sớm, cho nên là giờ cũng 6 giờ hơn rồi. Thì đóng cho người ta đi cho bưu điện họ lên họ lấy hàng nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em nha.